Thưa quý vị và các bạn, cùng với những khó khăn kéo dài của nền kinh tế do khủng hoảng, sự đổ vỡ hàng loạt doanh nghiệp không chỉ tác động lớn đến vấn đề việc làm của lao động mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như nợ đọng bảo hiểm, nợ thuế. Hiện nay, số doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, mất liên lạc, thậm chí mang theo hóa đơn, bỏ trốn để trốn nợ thuế đang gây khó khăn trong công tác thu ngân sách của Nghệ An. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng cộng 152 doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, mang theo hóa đơn hoặc bỏ địa điểm kinh doanh, bỏ kinh doanh để trốn nợ thuế. Số lượng hóa đơn các doanh nghiệp mang theo là 49.546 tờ, số tiền thuế, tiền phạt còn nợ là trên 17 tỷ đồng, trong đó có những doanh nghiệp có hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, đây là địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Bến Thủy ở số 3 ngõ 60 đường phường Hoàng Trung Đô, thành phố Vinh. Sau một thời gian hoạt động thì gần 5 tháng, chi cục thuế thành phố Vinh phát hiện dấu hiệu vi phạm và đã tổ chức xác minh kiểm tra. Thì khi lực lượng chức năng xuống kiểm tra thì ở tại đây không còn bất cứ một hoạt động nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Bến Thủy được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào tháng 8 năm 2012. Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vật liệu xây dựng. Căn cứ hồ sơ khai thuế của công ty, nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn. Chi cục thuế thành phố Vinh đã tiến hành kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ chuyển cơ quan công an điều tra xử lý. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Bến Thủy vi phạm điều 164A, 164B, Bộ luật hình sự về mua bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn gây thất thu ngân sách nhà nước số tiền thuế trên 3 tỷ đồng. Người đại diện cho công ty này là ông Trần Quang Phiên, hiện đã bị cơ quan công an thành phố Vinh bắt tạm giam chờ ngày khởi tố. Khi xác minh toàn bộ cái đầu vào của công ty Tân Bến Thủy thì hoàn toàn là không có. Thì sau đó chúng tôi đã hoàn tất tất cả các hồ sơ và đi xác minh tất cả các cái đầu ra trên toàn địa bàn của tỉnh Nghệ An và liên quan đến công ty Bến Thủy và của các cái chi cục, các huyện và các tỉnh lân cận, thì hoàn tất toàn bộ hồ sơ và chuyển cơ quan công an. Hiện nay, ngoài các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài do khó khăn chung, thì hiện tượng doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, mang theo hóa đơn hoặc ngừng nghỉ kinh doanh để trốn thuế diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Hành vi vi phạm pháp luật này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường kinh doanh đầu tư, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế xã hội. Có sự phối hợp từ đầu thì cơ quan điều tra sẽ có cái quyền lực riêng, có thể triệu tập đối tượng lên để làm việc, cùng với ngành thuế làm việc và cùng với ngành thuế để đi xác minh và phải làm nghiêm thì các cái đối tượng khác nhìn vào thì mới có sự răn đe và nhìn vào đó để mà chấp hành cái luật thuế cho nó đúng. Nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp vi phạm về pháp luật thuế, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xác minh, quản lý hoạt động kê khai kinh doanh, nộp thuế của doanh nghiệp, ngành thuế Nghệ An cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế, vận động hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của chủ doanh nghiệp. Thì trong quá trình phối hợp với cơ quan chức năng, với chính quyền địa phương và doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện một bước, đó bước đầu tiên đó là thông báo đến cả nước doanh nghiệp đã bỏ địa điểm kinh doanh. Bước thứ hai đó là đối với doanh nghiệp có dấu hiệu tội phạm thì hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển đến cơ quan phối hợp với công an để điều tra xử lý. Có thể thấy hiện tượng doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, trốn nợ thuế hiện nay, ngoài nguyên nhân doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì về phía góc độ quản lý nhà nước, trong khâu thẩm tra, cấp phép còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Đây là yếu tố để doanh nghiệp lợi dụng những kẽ hở của luật pháp nhằm mục đích trục lợi. Do vậy, việc tăng cường hậu kiểm, quản lý sau đăng ký kinh doanh, công tác phối kết hợp giữa các lực lượng cần phải chặt chẽ hơn nữa, có chế tài đủ mạnh đối với các trường hợp chây ì, chậm nộp thuế hoặc cố tình trốn thuế. Có như vậy mới góp phần thu hồi nợ thuế nộp vào ngân sách nhà nước có hiệu quả.